Wow, lại là em gái miền Tây hay review nhà giá rẻ đây. Với một cái dãy nhà 24 căn nhà giá rẻ dành cho công nhân, nếu mà quý khách nào mà đang tìm một cái dãy nhà mà để mua đầu tư á, thì ngày hôm nay siêu phẩm nhà giá rẻ chỉ hơn 300 triệu một căn, và bên em có hỗ trợ trả chậm 100 triệu luôn nha. Với diện tích là ngang 5 về 6, nhà hướng Nam và hướng Bắc. À, đầy đủ các hướng luôn, một dãy luôn hai bên. Thì hiện tại là khu ngoài em đã bán mấy căn rồi, nguyên một dãy 24 căn hả cô chú anh chị. Vị trí ở đây là thuộc Mỹ Yên, của Bến Lức, Long An, nó cũng gần khu công nghiệp nè, gần chợ nè, hả, gần chợ Gò Đen, gần chợ Bình Chánh. Nói chung vị trí ở đây rất là gần để chúng ta di chuyển đi làm ở khu xí nghiệp. Và đặc biệt những khách hàng đầu tư thì bên em hướng là những khách đầu tư hay mua một lần 3 đến 4 căn để mình đầu tư cho thuê, gần khu công nghiệp thì cho thuê nhà trọ cô chú anh chị. Và bên em chỉ còn có vài căn thôi là hết, nên em hỗ trợ hạ giá, bán giá chỉ hơn là 300 triệu một căn. À, giá rẻ đất vườn thổ cư, nhà giá rẻ sổ chung nên cô chú anh chị. Nhưng mà khi công chứng là công chứng văn phòng thừa phát lại. Đây, một cái căn nhà ở đây là diện tích ngang 5 về 6, có nội thất ở trên. Bây giờ em sẽ quay ra ngoài đường để giới thiệu cho cô chú anh chị mình thấy rõ được cái vị trí đường đi như thế nào nha. Và lời nói đầu tiên thì em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý khách hàng, quý cô chú anh chị đang xem, like và ủng hộ cho kênh Nhà Giá Rẻ của em gái miền Tây. Chúc quý cô chú anh chị khi xem video thật nhiều may mắn. Và nếu mình ưng mẫu nhà này, hãy gọi em gấp và chốt ngay với căn nhà giá tổng chỉ có là 395 triệu. Oh, quá rẻ, rẻ quá trời luôn. Đãi hạ giá rẻ còn giảm giá nghe cô chú anh chị mình nha. À, nguyên một cái dãy ở đây là dân cư rất là đông ha. Khu vực này được cái là không có bị ngập nước cô chú anh chị. Một dãy phía trước thì đã bán rồi ha. À, và đường trước nhà là đường hẻm, hẻm ở đây là hẻm ba gác nha cô chú anh chị nha. Đường hẻm thì em sẽ quay khu vực cho cô chú anh chị mình xem. Hẻm trước nhà của mình ở đây nè, đó, ở đây là nguyên là mấy dãy luôn, cũng đã có khách hàng người ta về ở hết rồi, này nguyên một dãy này luôn đây. Và bây giờ em sẽ quay đường ở phía trước như thế này cho cô chú anh chị mình xem. À, hẻm ba gác ở khu ở đây là Mỹ Yên nhé, Bến Lức đó. Thì khu công nghiệp ở đây thì cũng gần nguyên một dãy luôn cô chú anh chị nào mà xem á, mình thấy thích với cái vị trí mà gần khu công nghiệp với giá lại là nó rẻ như thế này thì mình cứ chốt đi. Bây giờ mà tìm căn nhà dưới 400 triệu thì cũng đã hết rồi, hiếm lắm luôn đó. Từ đây mà mình ra mặt tiền đường chỉ còn có 50 mét nữa thôi là tới đường quốc lộ, đường lớn của chú anh chị ha. Ở đây khu vực này dân rất là đông, đường ở đây là nhà sân vườn của người ta, ở đây có là nhà, đây là có một căn nhà vườn của hàng xóm của chú và anh chị mình nha. Thì đường đi thì em cũng quay rất là rõ ràng như như thế này rồi. Thì đa số những căn nhà giá rẻ thì đường xá nó chỉ là đường hẻm ba gác thôi. Ở đây là vị trí đường thật luôn nè, đó. Nguyên một khu hai mươi mấy căn và đã bán hết một khu còn bên kia. Nên với cái mức giá mà hơn 395 triệu một căn thì còn thương lượng luôn. Nếu mình thích á thì mình cứ alo để em chốt giá ha. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị. Và em thì chuyên là đầu tư và xây dựng nhà giá rẻ, nhà vườn, nhà phố luôn hả, đảm bảo là xây dựng trên đất thổ cư uy tín. Những khu mà bên em đầu tư là gần chợ, gần trường hả quý cô chú anh chị mình xem thì không phải lo. Thứ nhất về mặt pháp lý ha, đây hả, mấy dãy luôn cô chú anh chị nha. Khu này là một dãy luôn, còn hai bên luôn á, vẫn còn có căn đầu này đã bán rồi đấy. Và bây giờ thì em sẽ quay cái dãy là C số 4 để cho cô chú anh chị mình xem. Ở đây là D3 ha. Ở đây là C3, ấp 4, Mỹ Yên nha cô chú anh chị, Bến Lức, Long An. Đây là căn này em lấy làm mẫu ha. Diện tích là ngang 5, từ đây ra tới đây là ngang 5 luôn nè. Và về 6, khu vực này là hướng Tây Nam. Nhà này thì chúng ta có thể ở 4 5 thành viên nhỏ nhỏ thay vì mình ở trọ. Mình mua một căn nhà mình ở như thế này cũng rất là thoải mái, mát mẻ, gió thì nó thoải mái lắm luôn, mát lắm luôn đó. Thì được cái là nhà mình ở dưới đây mình cũng có một cái phòng bếp nè, phòng khách nè, có nhà vệ sinh đầy đủ nè, thiết kế cũng rất là sang trọng luôn nè. Rồi ở trên thì có tủ bếp trên, tủ bếp dưới, nước ở đây đặc biệt không có bị phèn. Bên em xài ở đây là nước của nước máy của chú anh chị, không có bị phèn ha. Rồi điện cũng của nhà nước kéo vào
Đó, và khu vực này không có bị ngập nước. Ở đây là nhà vệ sinh, cũng đầy đủ các thiết bị để cho gia đình chúng ta sinh hoạt. Nhà giá rẻ nhưng mà không kém phần chất lượng đâu nha. Nhà đảm bảo uy tín, xây dựng rất là kiên cố, vẫn có bảo hành nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn. Rất là rộng rãi thoáng mát. Thay vì ở trọ mà chúng ta có thể mua một căn nhà như thế này để làm tài sản, rất là an tâm lắm luôn. Và mua nhà giá rẻ thì mình phải tìm đúng chính chủ mua nhà để đảm bảo uy tín nè, pháp lý rõ ràng về mặt giấy tờ sổ sách. Thì đa phần thì bên kênh nhà đất Tâm Nguyệt thì cũng đã nổi tiếng, đầu tư bất động sản cũng đã 10 năm rồi. Với những căn nhà giá rẻ dành cho công nhân thì bên em bán rất là chạy, có nhiều khi đăng bài chỉ trong vòng 24 giờ là đã bán, có khi đăng buổi sáng buổi chiều đã bán. Thì với những căn nhà cập nhật hạ giá liên tục với mức giá rẻ như thế này là hàng hiếm. Nếu mình đã có nhu cầu mua nhà thì mình phải chốt nhanh ngay tại thời điểm này, chứ không là không còn nhà giá rẻ nữa thì rất tiếc cho mình đó cô chú anh chị. Mua nhanh để mình có thể có những cái căn nhà rẻ hợp túi tiền của chúng ta. Đây căn này thì đúng cái là có thiết kế nội thất rồi, rất là đẹp luôn đó, dễ thương luôn. Chỉ có 395 triệu mình sở hữu một căn nhà gác lửng, một cái diện tích là ngăn 5 về 6. Ở trên đây thì có thiết kế nội thất từ tủ giường ngủ cho mình hết rồi, và rất là rẻ luôn và rất đẹp luôn đó. Và biết cô chú anh chị mình xem thấy ưng thấy thích, alo cho em gái miền Tây để được tư vấn thân thiện nhiệt tình uy tín nè. Đây cô chú anh chị đừng ngần ngại kết bạn Zalo nhé. Cảm ơn tất cả quý khách hàng, quý cô chú anh chị đã yêu mến em gái miền Tây, và đặc biệt hãy lưu số tên em gái miền Tây Tâm Nguyệt. Dạo gần đây thì em thấy có rất nhiều đối tác cũng nhái theo phong cách miền Tây của em, nhưng mà họ không phải người miền Tây đâu. Nhưng mà kênh của em mới đúng thật là kênh chính chủ người miền Tây bán nhà, đảm bảo uy tín mà quý khách hàng đang tìm kiếm. Người bán nhà có tâm ở đây chứ đâu. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị, quý khách hàng nha.